mời các bác cùng xem vẻ đẹp của nó nhé. Nói chung là hàng tồn kho. Vâng, đây là một con CD cực kỳ hiếm nha các bác, không phải lúc nào mà dạng hàng cũng có đâu các. Và đây là con thứ hai, là nghĩa là từ cái năm trước em cũng có một con nha các bác. Năm trước em cũng có một con. Và năm nay mà rất may mắn nó về trong dịp đầu năm này các bác. Con này là con CD đèn Tri Tobi TRV CD4SE. Đây là thuốc độc cho các bác nào đang sử dụng những con âm ly đèn Tri, ví dụ như là những con Tri 35SE này, KT88 này, 88SE, 88SR và những dòng âm ly đèn Tri, và kể cả những dòng âm ly bán dẫn và âm ly đèn đều muốn trải nghiệm một chất âm CD đèn, thì các bác cứ alo cho em nha. Duy nhất một con như khui thùng nha các bác, như khui thùng nha. Nói về dòng CD đèn thì của Tri thì tiếng nó gọi là độ chi tiết và độ sạch âm. Và thiết kế đặc trưng của dòng Tri thì nó sẽ là màu chủ đạo màu đỏ và màu trắng và màu đen, ba màu đó các bác. Phía sau các bác sẽ thấy được này, như mới luôn. Nói chung như khui thùng xốp. Đây là cổng ba lăng các bác, cổng ba lăng này, cổng optical, cổng coaxial. Series con này là 0528 20W CD4SE. Nó về là gồm có một quyển sách như thế này. Đây là cái hóa đơn khi mua hàng này của chủ xuất hóa đơn bên ngoài này. Và đây là dây nguồn catalog khiển này. Đấy. Bác nào chốt thì alo liền cho em nha. Giá em đấu về trực tiếp nên là giá rất là tốt nha các bác. 19.500.000 cho một bác nào muốn nhanh tay sở hữu em này nha. Đây là nút ra này. Đấy. Tất cả hoàn hảo, nói chung là như mới 99.999%, gọi là cực kỳ lướt luôn. Bấm play nha các bác. Đấy, tất cả là hoàn hảo hết nha. Bác nào chốt thì nhanh tay alo cho em nha. 19.500.000 chiến khoán đủ, em bớt 200 còn 19.300.000 bao gồm phí ship nha. Và đây là con CD Tobi đèn TRV CD4SE, để các bác nào mình muốn sở hữu và thích nghe một chất âm đèn của đến từ những dòng CD cao cấp của những hãng chuyên phục vụ về audio đèn. Và em mới về thì bác nào có nhìn lấy thì alo cho em nha. Cọc tiền cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng tận nơi, còn chiến khoán đủ thì như em đã nói là bớt 200.000. Liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Con này em thông báo cách đây cũng hai ngày rồi các bác, tại vì những hàng hot hàng nóng thì em luôn thông báo trước, để bác nào mình có nhu cầu alo cho em. Rồi em dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo nha. Giá 25 năm, hàng sưu tầm. Đây em mời các bác cùng xem vẻ đẹp của nó nha. Nói chung là hàng tồn kho, thì các bác thấy đồ đẹp từ cái ốp gỗ này, nó bóng lưỡng luôn nha. Đấy, không một điểm trừ nữa. Bác nào sưu tầm thì nhanh tay alo cho em nha. 25.500.000 TRV 88SE, chạy 4 bóng KT88 này, theo máy, tất cả bóng theo máy vì chưa sử dụng nha các bác. Nó mới khiếp lắm. Nhìn cái ốp gỗ là đủ phê rồi. Đây là trên trong này nó sẽ có 3 cái tăng phô, cái tăng phô giữa là tăng phô nguồn, 2 tăng phô xuất âm hai bên. Đấy, series là 2707, một cái series rất là đẹp, series như một số điện thoại luôn các bác. Đây, có Redwood này, có Breeing này, có nhung là làm rề này. Đấy. Các bác nào kém con rề vào có rề thì cắm vào đây. Đấy. Còn line in này, hai đường vào này, một đường Redwood này, 280W này, điện 100 đến 120V, nó hàng nội địa nha quá. Này đánh cho kháng là 4.8 ohm, có thái độ mới này. Bác nào một cần một con đèn Tri thì bê nghe em này nha, bởi vì không phải lúc nào cũng có những con thùng xốp nha quá. Thì thường thùng xốp thì nó phải đẹp hơn những con không thùng kiểu như 9.5 với 10, nhưng mà cái giá trị đó gọi là giá trị sưu tầm. Giá em bán cũng bằng những con mà không thùng thôi, nhỉnh hơn 500 triệu, cái đó là cái giá trị của thùng xốp. Bác nào chốt thì alo cho em nha, mới tin luôn nha. Hay là cái vỏ, cái bảo vệ này, nó sử dụng bóng rề là 12U7 và 12A7 nha, bóng rề, 4 bóng KT88G, theo máy. Hay đẹp chấm hết cuộc tình nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Video đến đây kết thúc thì vậy thôi. Giới thiệu con Tri cũng như là đã báo với các bác là tối nay em sẽ quay con này để các bác cùng chiêm ngưỡng nha.